để quản lý có hiệu quả số lượng nhà trọ, căn hộ cho thuê lớn, khoảng 500 hộ, Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu thực hiện mô hình nhà trọ 3 phòng, bao gồm phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và phòng chống tệ nạn xã hội, triển khai từ tháng 3 năm 2022. Mô hình nhà trọ 3 phòng của lực lượng công an phường Hòa Cường Bắc đã đạt được những kết quả nhất định. Bước đầu, cảnh sát khu vực phối hợp với các tổ trưởng tổ dân phố tuyên truyền và tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung phòng chống tội phạm đến với chủ nhà trọ cũng như người thuê trọ. Đồng thời, chính quyền còn vận động các nhà trọ lắp đặt hệ thống camera giám sát, các hệ thống chống trộm, khóa cửa chống trộm. Đối với các nhà trọ có quy mô lớn, căn hộ cho thuê được vận động lắp đặt hệ thống báo cháy tự động. Mình được tuyên truyền về cái công tác ba phòng. Thì đối với những cái phòng về tội phạm thì nếu như mà trong nhà mình, cái nơi cái phòng trọ có khách lạ mà có liên quan tới án hình sự hoặc truy nã hay là những tệ nạn mại dâm, cờ bạc số đề thì mình sẽ liên hệ trực tiếp với công an phường để phối hợp làm việc. Cái việc mà triển khai cái mô hình này đó là một biện pháp rất tích cực để hỗ trợ cho khu dân cư đó là thực hiện tốt cái việc tự quản cộng đồng, cũng như đó là bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm cái phòng chống cháy nổ cũng như là loại trừ được cái tình trạng tệ nạn xã hội khỏi cái cộng đồng dân cư. Theo đó, lực lượng công an phường đã tiến hành rà soát, kiểm tra người tạm trú trên địa bàn, phát hiện 2 đối tượng tàn trữ ma túy, 1 đối tượng lừa đảo. Đây là kết quả mở đầu tích cực trong quá trình thực hiện mô hình nhà trọ 3 phòng. Từ khi phường triển khai mô hình nhà trọ 3 phòng thì em cảm thấy an ninh ở đây được đảm bảo và các chủ công an thường xuyên kiểm tra về phòng cháy chữa cháy nên là em khá yên tâm khi ở đây ạ. Mô hình được thực hiện không chỉ với mục đích đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ trên địa bàn phường mà còn là cơ sở để công an phường Hòa Cường Bắc đánh giá kiểm soát các nhà trọ tại địa bàn có đạt đủ các tiêu chí 3 phòng cùng với mức giá hợp lý. Từ đó xây dựng một kênh chính thống giúp đỡ những ai có nhu cầu tìm trọ, đặc biệt là đối tượng học sinh sinh viên. Cái này là cái mục tiêu đảm bảo cái an sinh xã hội mà công an phường hướng tới trong cái thực hiện mô hình nhà trọ 3 phòng, bên cạnh cái mục tiêu đó là đảm bảo an toàn cho các nhà trọ. Những hoạt động và kết quả thiết thực từ mô hình của công an phường Hòa Cường Bắc đã góp phần hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định sinh hoạt, yên tâm về vấn đề an ninh, an toàn để tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống.